Các bác nhé, chào anh em nhé. Bây giờ là 7 giờ kém 10 buổi sáng ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 10 nhé. Em đi câu ở vai này. Câu khính nhé. Câu khính bằng một cần máy các bác nha. Đây, vãi rất đẹp. Vậy nhé các bác nha. Em đi chuẩn bị đồ câu đấy. Chào các bác nha. Này em đi câu, em chuẩn bị hai cần máy, nhiều nghề với em, hai cần máy. Đây các bác nha, con giun em hay câu đây. Run hay câu đây, còn nó to to để to đấy. Em thì câu cả chì đá và chì kia. Vâng. Đi thả lưới là gì bác? Con lưới đây hôm qua. À thần nào chưa gì thấy mắc, vừa câu đã thấy mắc rồi. Và lưới hay bắt quái? Lưới chì bình thường. À à, cái con cá này ấy nhỉ, bọn mà cắt tiền nó đánh con cá nó cũng được. Con cá này gọi là con cá sộp. Lưới thôi. Rất nhiều cá. Lưới nhiều cá thưa ba. Ôi ôi nhiều thế. Này hết cá câu. Mỗi cái lưới này ấy. Mấy cái, thả mấy cái. Ôi. Nhiều phết đấy. Này thoải mái ăn rồi. Mấy lưới anh? Câu cá bằng cần này thì mình ném điểm sẵn nào cũng được. Cá cắn nó lật phục phục đầu cần các bạn. Cá cắn nó như cẩn.
Này em câu bằng con run này. Câu ở dưới kia không được, mắc nhiều quá. Họ thả lưới được nhiều nhưng mình câu mắc nhiều quá, không có câu nữa, chuyển lên trên này câu. Bên kia vừa lên cá các bác ạ. À. Cần tay ngồi giữa bờ. Ở sông. Đây lại lên cá này, con tẩy to đấy, con này to đấy, to chưa? Cao thủ câu khính này. Đôi cân à? Mấy cân? Về. Thôi về được các bạn. Nay được hơi ít, được có 3 con thôi. Có 3 con khỉnh thôi. Đây. Đây, chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác video sau nha. Giờ nước lên rồi khó câu lắm. Đấy nha, các bác thấy kênh em hay, đăng ký ủng hộ kênh em nhé.